Hôm nay là nói đầu tiên âm thanh bãi Tấn Phương Kiên Giang xin kính chào các anh chị em đã xem kênh YouTube của mình. Hôm nay mình không có bán hàng nha mấy anh em. Hôm nay mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm về xà lo cho mấy anh em thôi. Bữa nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm về mấy anh em xà lo cặp loa V-Way nè. Cặp loa V-Way Bass 40. Thì mấy anh em mua đồ trên mạng hay là trên các kênh á, ai cũng đòi zin hết. Lo phải zin hoặc là zin con zin màn ha. Thì mình chia sẻ cho mấy anh em đây. Những cái loa V-Way như gì nè, thì mình nhớ không lầm thì nó cũng gần 30 năm rồi. Những cái loa V-Way đời này nè, nè thì mấy anh em nào biết chơi loa ha, thì nó cũng phải 30 năm rồi. 30 năm rồi mà mấy anh em đòi zin zin màn, zin cun hay zin cái gì đó, thì mấy anh em nghĩ đi, cái loa mà đã 30 năm rồi mà mấy anh em để trong tủ mấy anh em không xài được chăng nữa, nó cũng một màn nó chỉ đã xài ha, nó chỉ đã đánh. Mà mấy anh em đòi mua zin về, thứ nhất zin rất là hiếm, mà rất là khó kiếm có zin, mà có zin đi chăng nữa về mấy em chưa chắc gì xài được ha, tại vì nó quá lâu nó cũng một màng một cun hết trơn rồi, làm gì mà zin mà xài được đó. Thì những cái lo như gì thì mình không làm á, thì cái từ của nó rất là độ nhạy, nó rất là cao, khung sườn nó hay, rất là hay ha. Cho nên anh em bây giờ rất là săn tìm những cái dòng này để mà xài, tiếng nó cực kỳ hay. Nhưng mà ngược lại á thì nó đã gách màng gách cun hay là nó bị hơi cun hết rồi, không còn zin như mấy anh em muốn. Hoặc là chẳng hạn như bây giờ mình có chiếc lo này còn zin nè, anh em thấy không, bây giờ mình có chiếc lo này còn zin nè, còn zin màng nè, màng có số là zin nè, zin nè, còn zin luôn, màng đóng số nè. Anh coi mà mình mới vừa quét keo gì, mình mới vừa nền cái gì giống cái nè ha, là zin nè. Nhưng anh em thấy không, nhưng mà cái màn của nó quá giòn nè, mình búng cho mấy anh em coi. Thì cái màn này á, nếu mà có zin đi chăng nữa, mấy anh em về mấy anh em xài cũng không được bao lâu ha. Cái viền này cũng vậy, mình mới quét keo lên nè, mình mới dưỡng gân nè, nó mềm nè, hồi nãy nó khô ra nó cứng ngắc, mình mới dưỡng lại ha. Nhưng mà dưỡng lại thì mình nghĩ xài cũng không được bao lâu là nó đã tét, tại vì nó quá lão quá rồi, nó đã 30 năm rồi mấy anh em ha. Cho nên á, mình tìm những chiếc này zin mình mua, ai cũng đòi zin, nhưng mà thật sự ra mua zin về, em mình nghĩ, mình nói thật với anh em, mua zin những chiếc lo này về quýnh không bao lâu là đã test màn, test nhện, test mong gan. Tại mình hồi trước mình cũng có một cặp cũng zin từ A đến Z, mình bán cho ông khách về Bắc ha, ổng xài ổng quýnh rồi test màn rồi hư cun. Khi mấy anh em quýnh nó test cái màn này ha, rồi nó sẽ hư cái cun. Tại nó tét màng á, tét ganh nó sẽ dặn nó cọ cun vô từ thì nó sẽ cháy cun ha, và cả hư cun và cả hư nhện và cả hư màng luôn. Thì mấy anh em đem đi thay một cái chiếc màng cái gì cũng không dưới cun gì, mà anh em không dưới là làm không dưới vài trăm ngàn ha, mà chưa chắc gì đã đẹp, chưa chắc gì đã zin đó. Cho nên bây giờ bữa nay mình chia sẻ luôn, có ông anh á, ổng rất là dễ thương, ổng mua mình một cặp lo nè, cặp lo V-Way nè, đây cũng là 40 giống như vậy, nhưng mà ảnh không có đồ zin, ảnh nói là mình phải chọn cái màn tốt giống gần zin thay cho ảnh, tại vì ảnh đã có người bạn mua zin về quýnh đã cũng bị tình trạng tét màn, tét mong ganh như vậy, tét nhận gì đã đem đi thay, làm lại một cặp lo 1 triệu mấy tiền đó. Thay vì ảnh không có mua zin nữa, ảnh phải kêu mình lên làm lại cho ảnh. Thì bây giờ mình nói với anh em đây nè, mình sẽ nhập những cái màn nè, đây màn mình nhập về nè, mấy anh em thấy không, nó gần giống như cái màn zin ha, gần giống như cái màn zin nè, mấy anh em thấy mình con coi nè ha, hai cái gần giống như nhau ha, màn nhập nè, mình làm đây chiếc lo nè đó, anh em thấy không đó, ảnh đặt mình hai cặp mình làm cho ảnh nè, mình anh em thấy không nè, đặt làm nè, mình thay lại cái màn nhập nè bằng sợi thủy tinh đàng hoàng ha, thay lên nè đó, mình em thấy không, màn sợi thủy tinh nè đó, như nè gân tẩm dầu nè, anh em thấy không, màn gân tẩm dầu nè đó, những cái màn nhập nè, mình nhập về nè nè, màn có đóng số trên màn luôn đó, mấy anh em thấy không, mình nhập những gì đó, mình làm lại cái cun nè đó, cun có đóng chữ V-Way đây nè, trên đây luôn, mấy anh em thấy không, cun zin cho nó luôn ha, làm cái gì
Khi mình về mình quýnh nó sẽ chất lượng, tại vì mình đã làm mới rồi nha. Thì mấy anh em nghĩ đi, bây giờ cái màng nó 30 năm mà một cái màng nhập như gì mà mới, thì cái màng này 30 năm rồi, mấy anh em nghĩ đi, cuôn giấy đã 30 năm rồi, cái này mới thì anh em nghĩ đi, cái này còn xài được bao lâu và cái này người ta đã mới đó. Cho nên mình phải chọn, mình phải biết chọn những cái chiếc, giả sử những cái dòng lo này tiếng rất là hay, theo mình thử tiếng rất là hay, cho nên á mình phải chọn những cái dòng này, mình người ta đã làm cho mình hoàn toàn như vậy nè, đẹp, thay đồ zin lại hết như vậy, cuôn zin màng đẹp như vậy, mình xài phải không sướng hơn mình đi mua những chiếc lo zin như vậy cũ kỹ như vậy, về quýnh thời gian là màng nó gích nó tét nhện đó, anh em thấy không, nhện nó sụp hết trơn rồi nè, tới 30 năm mà mấy anh em nhận thấy nó sụp hết trơn chưa đó. Bây giờ những cái lo này nè mình thay vô nhện là anh em thấy không, nó còn cứng ngắc nè, đúng chưa, thay nhện, mình thay nhện xịn của nó nè, vô nè anh em thấy không, nào làm nè đẹp như gì nè, thì mấy anh em quýnh nó phải chi mà nó không ngon hơn những cái mà nhện mà nó giòn nó tét cái gì đó. Cho nên mình chia sẻ cho mấy anh em vậy, thay vì cặp lo này zin mấy anh em giờ mua cũng 6 triệu, thay vì mình tôi làm lên gì tôi thay hết đồ đạc mới như vậy tôi cũng bán mấy anh em 6 triệu, mấy anh em sướng hơn không phải đi mua những cái chiếc lo này về quýnh thời gian phải làm một cặp gì tốn cả tiền ngoài mà chưa chắc gì đã có những cái màng như gì hay có những cái cun như gì zin gì đã thay vô cho khách ha, cho mấy anh em ha, mấy anh em mua mấy cun chợ về thay tiếng chắc chắn là không hay ha. Đó mình chia sẻ cho mấy anh em là như vậy ha, những cái dòng này với dòng dây beo á là nó đâu 30 năm rồi ha, cho nên những mình phải chọn những cái sản phẩm mình làm nên gì đó đẹp như gì nè, về mình quýnh chắc ăn rồi mình đâu có sợ nữa nha mấy anh em. Rồi tới đây là phần mình test tiếng cho mấy anh em nha nè ha, nó sẽ không khác gì so với chiếc lo zin hết. Đây mình sẽ thử tiếng cho mấy anh em nghe đây ha. Tiếp tới là mình thử chiếc lo mình đã làm nè, chiếc lo mình đã lên màn nè, nè bắt lên đây đẳng nè, chiếc lo mình đã lên màn nè. Thôi em hãy về đi, chuyện tình đôi ta xin đưa vào huyền thoại, lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng, em bây giờ vui khoát áo vung mình lên xe hoa cùng người, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày zin nè, màng zin nè, tất cả cái đồ cùng zin nè, mà anh em thấy nó mềm hết trơn cái này nè, nó cứng ngắc nè không, đó, cái này mềm hết trơn cái này, anh em thấy không, giờ cái này nó cứng ngắc nè, à, tiếng à, quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau, men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên. Đó bây giờ mình đã test tiếng giữa hai cái màng mình đã làm nè ha, mình đã lên lại màng nhập hết trơn nè, cun xịn nè, có quay nè ha, còn một cái màng zin cun zin nè vẫn còn, mà anh em thấy nó xệ nó một hết trơn rồi ha, 30 năm nha. Rồi đó là do anh em chọn những chiếc nào đó, mình nên chọn những chiếc nào để mình xài, hay là mình mua cái chiếc này về mình quýnh thời gian mình làm, hai chiếc này đã có sẵn như vậy đã đẹp nha mấy anh em. À, thì cái anh bạn này á, ảnh rất là biết chơi, ảnh đã chọn mình hai cặp, mình đã làm được cho ảnh rồi ha. Ngày mai mình sẽ test, mình giao cho ảnh ha, mình sẵn mình có là sẵn hàng mình review cho mấy anh em xem luôn nha. Những chiếc lo như gì thì quá đẹp, anh em thấy không? Rồi, đó mình đã thử video nét, video clip đã test tiếng giữa hai cái cho mấy anh em coi ha. Anh em nào nghe sao thì cứ việc theo suy nghĩ ý của mình ha, mỗi người mỗi ý, thì mình có ý như vậy ha. Anh em nào muốn zin xịn thì cứ mua zin xịn ha. Rồi một lần nữa mình xin cảm ơn mấy anh em đã xem kênh của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại một cái video tiếp theo.